Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. 4 biểu hiện của bệnh viêm màng não ở trẻ nhỏ, triệu chứng viêm màng não ở người già. Bệnh viêm màng não có tỷ lệ biến chứng cao, dấu hiệu phân biệt viêm não và viêm màng não. Bây giờ là nội dung chi tiết. 4 biểu hiện viêm màng não ở trẻ nhỏ, trang sức khỏe đời sống cho biết Trẻ bị viêm màng não ban đầu thường có các biểu hiện sốt, chán ăn, bú kém, rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy hoặc nôn, ho, chảy nước mũi. Bốn dấu hiệu quan trọng gợi ý viêm màng não gồm: co giật có thể ở tay, chân, mắt, miệng hoặc toàn thân, một số trẻ co giật đơn thuần do sốt cao hoặc có một số trẻ do rối loạn điện giải nhưng cũng cần phải theo dõi xem trẻ có bị viêm màng não không. Rối loạn ý thức, lúc đầu trẻ trong tình trạng dễ bị kích động, sau đó có thể ngủ ly bì, lờ đờ, hôn mê trẻ thường kêu đau đầu, nôn hoặc có biểu hiện liệt mặt, liệt hoặc giảm vận động ở chân, tay hoặc nửa người. Đối với trẻ sơ sinh, các biểu hiện thần kinh hay gặp ngủ ly bì, thóp phồng, co giật. Các biểu hiện viêm màng não ở người cao tuổi Cũng trên trang sức khỏe đời sống cho biết, một triệu chứng thường gặp của bệnh viêm màng não ở người già có thể kể đến là thường xuyên đau cơ và khớp, ù tai, sợ ánh sáng, hay bị sốt, nhiệt độ cơ thể có thể tăng lên đến 39 độ C hoặc cao hơn, có khi lại ớn lạnh, luôn trong trạng thái chán ăn, ăn không ngon miệng, nhức đầu, cổ bị cứng đơ nên khó cúi xuống hay xoay, chóng mặt, sổ mũi hoặc ho. Phát ban da, xuất hiện các tổn thương nhỏ màu đỏ đậm, màu xuất huyết, da bị nhạy cảm. Ý thức trí nhớ bị suy giảm, nhầm lẫn, thường xuyên nôn và lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng có xuất hiện các cơn co giật bị cứng các cơ cổ và vùng chẩm. Viêm màng não, bệnh có tỷ lệ biến chứng cao. Trang tin VOV cho hay, bệnh tiến triển rất nhanh, sau từ 1 tới 2 ngày, nếu không điều trị, người bệnh sẽ hôn mê, co giật. Ở giai đoạn nặng, cũng thường để lại di chứng rất nặng nề về thần kinh, khiến trẻ bị điếc, trí tuệ sa sút, mất khả năng học tập, khó khăn khi vận động, hoặc tử vong nguy hiểm là bệnh có thể mang vi khuẩn hip mà không có dấu hiệu triệu chứng của bệnh nên dễ phát tán ra cộng đồng bởi vậy khi thấy trẻ có một vài triệu chứng như sốt đau đầu nôn vọt nên khẩn trương đưa trẻ đến cơ sở y tế viêm màng não do hip được điều trị sớm và kịp thời sẽ hạn chế tối đa các di chứng Dấu hiệu phân biệt viêm não và viêm màng não, trang VTV cho hay triệu chứng của bệnh viêm màng não hay viêm não ở giai đoạn nặng thường giống nhau với các triệu chứng liên quan đến thần kinh như lừa đừ, kích thích vật vã, run chi, co giật và hôn mê. Trước khi triệu chứng nặng, có các biểu hiện như sốt, nôn ói, bỏ ăn, đau đầu, ho hay tiêu chảy. Ở trẻ nhỏ dưới 12 tháng, khi viêm màng não có biểu hiện thóp phồng. Bên cạnh các triệu chứng liên quan đến thần kinh, tùy theo nguyên nhân mà có triệu chứng khác kèm theo như viêm não do enterovirus 71 thường xuất hiện bóng nước lòng bàn tay, bàn chân, mông, gối và vết rết trong miệng. Phương pháp điều trị viêm màng não, trang VTV cũng chỉ ra rằng nếu chưa đưa được bệnh nhân đến bệnh viện thì cần chăm sóc cấp cứu bệnh nhân ban đầu như đầu tiên cho người mắc bệnh viêm màng não uống thuốc hạ sốt đặt bệnh nhân nằm ở nơi có ánh sáng kém, khô thoáng, sạch sẽ, yên tĩnh. Nếu bệnh nhân nôn ói thì đặt người bệnh nằm nghiêng, khi bệnh nhân chỉ bị viêm màng não nhẹ có thể sử dụng các bước trên để điều trị cho người bệnh nhưng vẫn phải cho đi khám. Tiêm phòng não mô cầu để phòng ngừa viêm màng não, trang sức khỏe đời sống cho biết cách phòng ngừa đơn giản và hữu hiệu nhất là tiêm ngừa vaccine. Hiện tại đã có vaccine ngừa viêm màng não do mô cầu có hai loại vaccine là tuyếp A và tuyếp C phối hợp nhau trong một loại vaccine. Não mô cầu thường có 3 tuyếp thường hay bị bệnh là A, B, C. Ở Việt Nam, loại thường gây bệnh là B và C chiếm đa số, loại A hiếm gặp. Ở Việt Nam đã có hai loại vaccine ngừa não mô cầu là AC và BC. Loại BC được tiêm ngừa cho trẻ từ 3 tháng trở lên, loại AC thì dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn đến với một số thông tin hữu ích sau đây mùa hè nên sử dụng điều hòa ở mức nhiệt độ nào là phù hợp. Người cao tuổi có nguy cơ đột tử vì điều hòa cao hơn. Trẻ nhỏ dễ bị viêm mũi ho khi sử dụng điều hòa. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.